Xin chào các bạn. Bây giờ mình tiếp tục học cái ngữ pháp tiếng Anh mạo từ xác định các bạn ha. Mạo từ xác định này, the. Các bạn thấy không? Khi mà cái mạo từ xác định á mà nó đi chung với là một cái tính từ á các bạn, ví dụ là giàu có ha, nghèo ha, mù ha, thì luôn cả cái cụm này á các bạn dịch là người giàu các bạn ha. Luôn cả cái cụm này dịch là người nghèo. Cả cái cụm này dịch là người mù các bạn ha. Có nghĩa là các bạn không có cần cái danh từ, các bạn dùng cái mạo từ xác định rồi cái tính từ thì nó đại diện cho một cái nhóm người nào đó. Người giàu, người nghèo, người mù, người trẻ, người già, vân vân các bạn ha. Không có cần là cái danh từ. Thì thường thường á, nhưng có những có cái chia sẻ trước đây á, mình chia sẻ là cái mạo từ không có được đứng riêng rẽ với là cái tính từ mà phải là đứng với là cái danh từ nữa. Nhưng mà ở trong cái trường hợp này á các bạn là đặc biệt á, nói về nhóm người á, nhóm như người giàu, người nghèo, người mù, người già, người trẻ, vân vân các bạn ha, thì các bạn dùng, các bạn nhớ vậy thôi. Giống như nhiều lúc các bạn học á, các bạn không có hiểu được cái cách giải thích của mình hoặc là của một ai đó, thì các bạn cứ nhớ là người giàu là viết tiếng Anh sao, người nghèo viết tiếng Anh sao, người mù viết tiếng Anh sao, thì các bạn nhớ nhớ cái cụm, nhớ cái cụm thôi, chứ đừng có dịch sạc nghĩa ra, giống như có nhiều cái các bạn phải nhớ. Bây giờ phát âm các bạn ha. Người giàu ha, the bridge, các bạn nhớ ha. R, chu cái miệng tới trước á. R, chữ y này á các bạn đọc cái kiểu mà ie, chữ cơ và chữ chữ hơ này á các bạn chu cái miệng tới trước các bạn. Các bạn ha. Rich, 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 các bạn không phải là rich, không phải là y ha, mà là ie. The rich là người giàu ha. Người nghèo các bạn ha. The poor, hai cái chữ o này á, các bạn phát âm trong cái từ này các bạn ha, phát âm hai cách, tùy theo vùng miền mà các bạn sẽ nghe người này phát âm cái cách này, người kia phát âm cách khác các bạn. Cái cách thứ nhất á là hai chữ o này á, các bạn phát âm cái kiểu mà nghe cái kiểu mà giống như u ơ poor poor. Nhưng mà cái cách thứ hai á là các bạn nghe giống như là, cũng không phải là hai cái o này á, không phải là o mà cũng không phải là o, mà là nó giữa 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 cái âm o và o các bạn ha. Poor, poor, nó trai trai âm á các bạn, không phải là o mà nó trai trai á, hai cái chữ o này nó trai trai, nó giữa là o và o, các bạn cứ cố gắng vậy á. Bây giờ mình phát âm cái kiểu mà nghe cái kiểu mà giống như u ơ này. The poor các bạn ha. Bây giờ nghe phát âm cái kiểu mà nghiêng qua giống như là nó giữa o và o các bạn ha. The poor, các bạn mở miệng nhỏ. The poor là người nghèo ha. Cho nên các bạn có thể là nghe hai cách tùy vùng miền các bạn, có thể là lần này các bạn nghe cái cách này, lần khác các bạn nghe cái cách khác, cho nên các bạn cũng đừng có ngạc nhiên á, bởi vì có giống như ở Việt Nam vậy á các bạn, cái từ đi vô
là ở Huế nói, cái từ đi vô là ở Sài Gòn nói, ở miền Nam á. Cho nên tùy các bạn, có thể là ở những cái vùng miền khác ở Việt Nam họ lại gọi cái từ khác nữa, hoặc là trời á thì ở Huế nói, ở miền Trung á trời, nhưng mà ở Sài Gòn hay là gọi ở miền Nam mà thì gọi là trời. Trời hả? Mình cũng trời hay là trời, mình cũng không có, các bạn thấy không, mình cũng không có rành, mình nghe ha, mình nghe người người miền Nam nói là trời hay là trời, mình cũng không có rành mà, nhưng mà mình nghe có cái sự khác biệt hơn là ở ở Huế các bạn, ở miền Trung á. Cho nên á là còn ở miền Bắc là gọi là dời hả, dời trời á, mà gọi là dời. Còn mình nhớ ở miền Bắc mình có người bạn á ở miền Bắc thì nói ôi giời ơi đó, mình thích cái từ này á các bạn, nó nghe nó hay hay, nghe vui vui hay hay á, cho nên mình hay nói với bạn mình cái mình học thuộc á cái từ này, là cái cùng này á, thì cho nên mình mới nhớ là giời á, ôi giời ơi là giời á các bạn. Mình thích nói cái câu này, mình hay nói với bạn mình á. Và có nhiều nhiều cái cùng lắm á các bạn, cái cùng nhé, nhiều cùng lắm. Rồi bạn mình cũng học học mình ở những cái câu ở Huế là giống như răng rửa giống như sao vậy á, nhưng mà nói răng rửa thì giống như vui vui á các bạn, giống như có những cái vùng miền có những cái cách nói á, cái cùng á. Và cái nghĩa thường thường bạn đó bạn cũng không có hình như là lần đầu không có biết, em bạn giống như bạn nhưng mà em á, cái nhỏ hơn á, cho nên gọi em bạn đi ha. Thì hai chị em học được rất là nhiều cái thú vị của hai miền khác nhau á các bạn. Còn ở ở Sài Gòn thì mình nghe ví dụ là đi vô mà nói là đi vô, hoặc là bầu trời là nói bầu bầu trời, bầu trời hay là bầu 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 trời, mình nhớ vậy á, trời trời ơi chứ không phải là giời ơi. Còn ở Huế là trời ơi. Cho nên á các bạn thấy không, khi mà phát hiện ra cái ngôn ngữ á, cái mỗi cái đất nước á, mỗi vùng miền á có mỗi cái cách khác nhau, cho nên trong tiếng Anh cũng vậy á các bạn, có nhiều cái vùng miền có những cái cách khác nhau, hoặc là dùng những cái từ khác nhau, giống như là những người ở Anh Quốc á, bên Anh á nói tiếng Anh có những cái cụm từ, có những cái từ ở Mỹ họ không có hiểu á các bạn, họ nghe họ không có hiểu và họ cũng không có hiểu, họ cũng cũng không có biết phát âm luôn á các bạn, nhưng mà có nhiều người họ đoán được á, giống như ở Huế mà nói những cái câu nào đó, hoặc là ở Sài Gòn nói những cái câu nào đó, những cái cụm nào đó, những cái từ nào đó thì mình ở Huế mình đoán được các bạn, có những cái cụm từ, có những cái từ mình đoán được, có những cái từ mình không có đoán được, mình không có hiểu luôn á, ý là vậy á. Cho nên và cũng ngược lại á các bạn, ở ở Mỹ có những cái câu, những cái cụm từ, những cái từ mà người Anh họ nghe họ cũng không có hiểu á các bạn, hoặc là họ đoán được á, nhưng mà có nhiều cái họ không có hiểu, họ không có đoán được luôn. Cho nên hoặc là ở Úc á, về ở Canada, giống như ở những cái đất nước mà họ dùng tiếng Anh là tiếng tiếng mẹ đẻ, giống như thì họ giống như có nước này nước kia, nước nước Anh và nước Mỹ, nước Úc, có những cái cụm từ, có những cái từ họ không có hiểu nhau á các bạn. Học cái ngôn ngữ có nhiều cái cũng rất là thú vị á các bạn, khi mà các bạn học nhiều 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 thêm á thì các bạn sẽ phát hiện ra những cái điều rất là thú vị á, và biết được là phát âm cái cách này hay là cái cách kia, thì các bạn chọn á, chọn cái cách nào mà nó các bạn dễ phát âm hơn, hoặc là nó thông dụng hơn, hoặc là vì cái lý do nào đó các bạn học cái âm đó đầu tiên rồi, các bạn quen cái miệng rồi, các bạn thay đổi không có được á, thì các bạn dùng cái cách
Đó, nhưng mà nhớ tuyệt đối các bạn ha, đừng có đoán ha, phải biết ha. Phải biết là người bản xứ họ phát âm cái cách nào, cái giống như vậy á, thì các bạn học theo á, chứ không phải là cứ tự đoán ra rồi nhìn cái chữ là phát âm các bạn ha. Trong tiếng Anh không phải như vậy, phải không có biết thì hỏi những cái người họ biết rồi, họ bày cho cách phát âm hoặc là tra từ điển. Ngay cả người bản xứ cũng vậy á các bạn, mình có nói nhiều lần á, một cái từ mới mà họ không có biết á, họ cũng tra từ điển á các bạn. Trong tiếng Anh á, không có phải là giống như trong tiếng Việt nhìn vào là đánh vần được á, không có phải như vậy các bạn ha. Bây giờ qua cái cùng mà người mù ha, ôi xin lỗi các bạn, mình gạch lại ha, người mù ha, the blind, blind, the blind các bạn ha. B và L này á, các bạn đọc chung với nhau á, đừng có tách nó ra là b blind mà là blind các bạn ha. Chữ y này á là ai các bạn ha, không phải là y ha, không phải là blind mà là blind các bạn ha, blind. The blind, the blind, các bạn ha, blind, nhớ ha, không phải là blind các bạn ha, mà là eye. Bây giờ mình qua những cái ví dụ khác các bạn ha, những cái luật khác, những cái luật lệ khác là dùng xin lỗi các bạn, những cái luật, những cái ví dụ khác á, mà dùng cái màu từ xác định á, mình nói đến là ví dụ là cái sông các bạn, cái con sông đó nó tên là Rhine các bạn ha, the Rhine các bạn ha, the Rhine. Việt thì R-H-I-N-E các bạn ha, nhưng mà các bạn phát âm là Rhine, Rhine các bạn ha. The Rhine là con sông, sông sông Rhine á, sông Rhine trong tiếng Việt nói cũng nói Rhine đi ha, Rhine. Thì cũng dùng mào từ xác định ở trước các bạn, trước cái tên con sông này. Rồi con sông Mississippi các bạn, Mississippi mi các bạn, mi mi không phải là mi ha, mà là mi, ie các bạn, mi si cũng là ie, C cũng là IE ha. Nhưng mà cái chữ Y P là Y các bạn ha. Các bạn thấy không? Có bốn cái chữ Y nhưng mà phát âm khác nhau á. Mississippi cái tên tên con sông cũng nghe hay hay ha. Nói đến ví dụ là biển các bạn ha, ví dụ là biển đen. The black sea, the black sea các bạn ha. Sea, the black sea là sea này á là e các bạn ha, không phải là ie ha. Black cái không phải a mà cũng không phải e các bạn ha, mà cái kiểu mà có nghĩa là không a không e ha, các bạn nhớ mày ha, black. Nó giữa giữa a hoặc là e, hoặc là nó nghiêng qua a nhiều hơn hoặc e nhiều hơn gì đó, các bạn nghe người này phát âm nó nghiêng qua a nhiều hơn, người kia phát âm các bạn nghe nó nghiêng qua e nhiều hơn á, nhưng mà không phải là a và e ha. The black sea các bạn ha, biển đen ha. Vương quốc Anh các bạn ha. The các bạn thấy không? Dùng màu từ sáng đến đó. The
United Kingdom. Các bạn thấy này, dùng mao tư xác định với làm phát âm là the, bởi vì cái chữ u này tuy là viết là cái nguyên âm các bạn ha, nhưng mà khi phát âm thì nó phụ âm ha. United các bạn ha. United các bạn dựa vào cái cách phát âm chứ không phải là dựa vào cái cách viết các bạn ha. Không phải là dựa vào chữ viết. Cùng giống với hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ cũng vậy, the các bạn ha. The United States không phải là the các bạn ha, mà là the United States. Có nghĩa là mình có chia sẻ một cái bài nào đó ở trong cái ngữ pháp tiếng Anh mao từ này á, các bạn về cái cách phát âm the hay là the các bạn rất là rõ. Các bạn xem cái bài đó, nếu mà các bạn có theo dõi thì các bạn sẽ nhớ và xem cái bài đó mình chia sẻ rất là kỹ. Đây là những chia sẻ về mao từ tiếng Anh. Cái mình nghĩ là mình chia sẻ hầu như là hết những cái luật rồi á các bạn, nhưng mà nếu mà mình nhớ thêm cái luật nào nữa thì mình sẽ làm chia sẻ tiếp các bạn ha. Có nghĩa là cái tiếp theo mình sẽ chia sẻ cái chủ đề khác, không phải là chia sẻ ngữ pháp tiếng Anh mao từ nữa. Mình định làm cái chia sẻ này thành hai, nhưng mà may mắn là mình làm xong được một cái chia sẻ luôn á, trong một cái chia sẻ này luôn á. Thì cái lần tới mình sẽ chia sẻ chủ đề khác. Nhưng mà nếu mà mình nhớ đến những giống như trong cái thời gian mà mình chia sẻ những cái chủ đề khác á, mà mình nhớ đến những cái luật nào mà về cái ngữ pháp về mao từ á, thì mình sẽ chêm vào đó thêm các bạn ha. Có nghĩa là mình sẽ hoặc là gặp những cái câu nào đó mình nhiều lúc có mao từ trong đó, thì mình nếu mà mình nhớ mình sẽ ôn lại nhá, mình giải thích cái lại để cho các bạn thấm á, giống như nghe nhiều lần thì thấm á. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem chia sẻ của mình. Chúc các bạn luôn vui vẻ và học tiếng Anh tốt. Hẹn gặp lại các bạn.